Ayo. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ đi ăn ở trên một cái ngọn đồi cho nó rất là cao và đang rất là nổi tiếng. Ở đó nó rất là nổi tiếng cả nhà, rất là nổi tiếng ở khu này. À, bây giờ mình sẽ đi cáp treo lên đó, không phải cáp treo mà đi bằng cái gì á thì cả nhà đi cùng với mình nha. Mình cũng chưa đi lần nào nên cũng khó giới thiệu lắm. Đó, cả nhà thấy mình mặc đồ sang trọng không? Bởi vì ăn ở một cái nhà hàng rất là sang trọng nên cả nhà đừng có thấy xong rồi kiểu như sao mà mặc đồ kiểu như là quá vậy, không phải đâu nha. Vì đi trên một nhà hàng rất là lớn, nhà hàng rất là to. Thì đây nè cả nhà, mình phải đi lên cái đoạn ngọn này. Đây. Thì bây giờ mình đã tới cái phòng lấy vé của nó bên kia. Tại đâu có chứ? Phòng lấy vé của nó nằm bên này. Đó, bây giờ mình sẽ đi vô trong đó để lấy vé. Cả nhà ơi, bây giờ mình đi lên cáp treo. Thì cái cáp treo này nó cũng giống như cáp treo ở quê mình đó cả nhà. Đó, treo lên đây. Cả nhà nhìn nè, càng lên cao quá là mình nhìn thấy cả thành phố luôn nè. Nhìn thấy nguyên cả thành phố luôn á cả nhà. Đẹp ghê luôn á. Rất là đẹp luôn. Ui, đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Mọi người ơi, mình vừa mới đi một cái cáp treo rồi thì bây giờ mình phải tiếp tục đi thêm một cái nữa để đưa lên tới trên nữa. Đi thôi chứ không là nó bỏ ở đây luôn. Bây giờ lại tiếp tục đi nữa nha cả nhà. Cả nhà ơi, mình đến nhà hàng rồi đây nha cả nhà. Wow, rất là đẹp luôn á. Đây. Wow, nhìn sang trọng luôn nè. Đi nha. Cái này á là rượu nhưng mà không có cồn, tại vì á ở đây á là tầm nó không có cho uống rượu có cồn, tại vì là bị sao á nhưng không biết nữa, kiểu là bây giờ bên đây á người ta cấm á là từ 8 giờ, từ 6 giờ đến 8 giờ tối là không được uống rượu có cồn. Thế nên là cái này là uống rượu nó chơi chơi thôi chứ không có cái gì trong này chứ. Ngon. Nó như kiểu là bọt biển á, bọt á, bánh bọt lên á. Nó có trứng á. Có trứng, có bắp. Có hương thơm của bắp, rất là thơm mùi bắp. Rất là ngon. Ở đây người ta không có cho mình nói to. Nói to là người ta la. Cái bánh này là bánh gì để mình ăn cái bánh này nha. Cái bánh này nó mềm lắm cả nhà. Bỏ vô miệng thì nó tan ra luôn. Rất là ngon. Ngon lắm. Ngon. Ngon.
món tiếp theo. Nhưng mắc cười nhất là cái dĩa nó to dễ sợ, mà bên trong lòng nó có một tí tẹo thôi. Ở món này thì là cái ở trên nó là một con tôm, tiếp theo nữa là cà chua, còn ở dưới là nước sốt. Ở trong trên giữa có cà chua, có cái gì thì Nhân không biết đó. Hiện tại là rất là đẹp luôn cả nhà, nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn á, bởi vì nó là nhà hàng á nên họ trang trí cái gì cũng là màu mì hoa lá hẹ hết. Bây giờ mình sẽ ăn cái món tiếp theo thứ hai. Đây là cái món thứ hai là bên mình sẽ ăn. Phải lấy từ bên ngoài để vô nha cả nhà. Rồi mời cả nhà nha. Món thứ hai. Ở bên trong của nó, bên trong của quả cà chua là nó có cá. Sao cá nhỉ? Cái món thịt của sao không được. Bên trong của nó là nó có cá, còn ở ngoài của nó là một quả cà chua rất là độc đáo. Còn cái nước sốt của nó, cái nước sốt của nó rất là thơm mùi gì ta? Thơm mùi khó diễn tả lắm. Nhưng nói chung là rất là ngon nha cả nhà. Ăn mấy cái này là mình phải ăn từ tốn, khiêm tốn, thiệt thà, dũng cảm. Anh nói mình ăn như vậy là không đúng cách. Nó ngon lắm cả nhà ơi, rất là ngon, ăn rất là ngon, ăn là cũng phải bài bản đó nha. Đây là chén súp nha cả nhà. Súp này nó béo, nó làm kiểu như có sữa, có đồ trong này mà mình không biết là súp gì. Nó giống kiểu súp củ dền đó cả nhà. Nó giống kiểu như vậy. Món tiếp theo là món thứ tư, đây là món cá nha cả nhà. Một món cá mà cá này là người ta đuối một ít nước sốt lên, và ở trên của một món cá thì nó có cái gì á, mình không biết nói làm sao nữa, nhưng mà nó rất là bé nhỏ luôn á cả nhà. Đó, và đây là nhìn ra một buổi tối ngoài trời nè, cho cả nhà xem nè. Đấy, rất là đẹp luôn thấy không. Đây nha cả nhà, cái này họ tắt điện xuống cho mình xem ở ngoài bầu trời á. Wow, nhìn đẹp chưa nè, xung quanh luôn. Cô đây nè, cô đây cô. Để mình ăn thử nha cả nhà. Cá rất là béo, béo. Nước súp nó rất là ngon, nó rất là lạ. Ở trên này là một miếng thịt, miếng thịt là đây là gió thổi một phát bay lên đập mái nhà luôn, cả nhà, rất là mỏng. Nó chiên rất là giòn, thịt rất là giòn, rất là ngon.
tiếp tục đây làm thêm một món nữa. Wow, cái này là làm từ thịt nha. Có một ít salad, có một ít salad và một ít sốt của nó. Nó nhìn rất là ngon luôn cả nhà. Wow, mì lem luôn. Đây là thịt bò. Thịt bò nó hầm mềm với lại rượu hoang đấy cả nhà, nên cái hương vị nó rất là thơm. Thịt bò hầm rất là thơm. Why in the sun? Nó hầm với rượu hoang cả nhà. Và món cuối cùng của nó là món kem. Họ cho mình kem và cái này nè cả nhà. Điều đặc biệt là cái này nè, cái bánh. Cái bánh rất là dễ thương nha cả nhà. Bánh ở trên này gồm có bánh gì á, bánh quy rồi bánh matcha rồi mứt đó. Còn ở đây là một ly kem và tiếp theo là một ly cà phê. Mẹ Nhân đâu biết uống cà phê đâu mà đưa cà phê làm chi ta. Đó, rất là bài bản luôn. Cái này là kết thúc rồi nha, và cũng là hết muỗng luôn rồi đó, hết muỗng hết dĩa luôn rồi đó. Đây nha cả nhà, đây là một cái nơi nổi tiếng là hầu như ai tới đây cũng phải vào về ban đêm rồi phải lên đây ngắm. Mà nó lạnh cả nhà ơi, nó lạnh mà mình run má ơi luôn nè. Đây cho cả nhà xem đó, đây là cái này hầu như là ai cũng lên nè, mà nó lạnh lắm. Mình nói chuyện mình run luôn cả nhà thấy không, lạnh ơi là lạnh luôn, lạnh cực kỳ luôn. Cái chìa khóa này nè cả nhà, giống như cái hồ ở Đà Nẵng á, nó cũng có nè, thấy không, khắc tên tình yêu á. Wow, ôi mẹ ơi.